Chào mừng các em đến với tiết ôn tập kiểm tra học kỳ 1 bộ môn giáo dục công dân khối 8. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập các nội dung chính sau đây. Về hình thức kiểm tra học kỳ 1, nếu như đến lúc đó chúng ta sẽ làm kiểm tra trực tuyến thì thời gian làm bài sẽ là 45 phút với hình thức kiểm tra tập trung 40 câu trắc nghiệm. Cho nên các em cần vào đúng khung thời gian làm bài. Lưu ý, đối với những trường hợp gặp trục trặc về mạng, ví dụ như ao bài, thoát bài giữa chừng, chưa làm bài xong đã nộp bài, thì các em có thể liên hệ Zalo số của cô để xin lượt làm bài kiểm tra lại. Về nội dung ôn thi học kỳ 1, các em ôn cho cô 4 bài. Bài số 2 Liêm khiết, bài số 5 Pháp luật và kỷ luật, bài 21 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bài số 9 Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Về phần nội dung ôn tập, lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết các em xem kỹ cho cô. Phần 2 là mã nội dung bài học của các bài Liêm khiết, Pháp luật và kỷ luật, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Về phần bài tập thì các em sẽ làm và xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đặc biệt là xem kỹ làm lại cho cô 45 câu trắc nghiệm trong đề cương ôn tập. Để nắm rõ được phần nội dung bài học của các bài thì các em mới có thể làm được đề cương ôn tập. Bài số 2, Liêm khiết. Đây là phần nội dung bài học gồm có một nhỏ thế nào là liêm khiết và hai nhỏ nêu ý nghĩa của liêm khiết. Các em cần nắm rõ. Đây là phần nội dung bài học. Các em có thể chụp màn hình lại để xem kỹ phần nội dung. Ở cái phần bài liêm khiết này, cô lấy một vài ví dụ ra từ đề cương ôn tập. Ví dụ như ở câu số 7, vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần dệt Quế Võ và chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh nói lên điều gì? A. Sống không trong sạch, giả dối. B. Sống tiết kiệm. C. Sống thực dụng. D. Sống vô cảm. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ chọn câu A, B, C, D. Chúng ta sẽ chọn câu nào? Câu trả lời của cô là cô sẽ chọn câu A, sống không trong sạch, giả dối. Ví dụ kế tiếp, câu số 10. Trên đường đi học, bạn B nhặt được một chiếc ví, trong đó có các giấy tờ tùy thân và 5 triệu đồng. Bạn B đã mang chiếc ví đó đến đồn công an để trả lại cho người đã mất. Vậy thì việc làm đó của bạn B thể hiện điều gì? A. B là người tiết kiệm. B. Bạn B là người vô cảm. C. B là người giả tạo. D. Bạn B là người liêm khiết, tốt bụng. Vậy thì theo các em, chúng ta sẽ chọn câu nào? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Cô sẽ chọn câu D, bạn là người liêm khiết, tốt bụng. Nội dung ôn tập kế tiếp, chúng ta có tích hợp bài 5 Pháp luật và kỷ luật và bài 21 Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở phần tích hợp này, chúng ta sẽ chú trọng đầu tiên là phần một nhỏ pháp luật là gì. Chúng ta cần nắm rõ được cái khái niệm. Sau đó chúng ta cần phải tìm hiểu hai nhỏ, đó là đặc điểm của pháp luật. Trong đó chúng ta có phần A nhỏ, đó là tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. Và C. Tính cưỡng chế. Ở phần nội dung bài học của bài 5 và bài 21, chúng ta cần nắm rõ thêm nữa, đó là phần 3 nhỏ bản chất của pháp luật là gì, 4 nhỏ vai trò của pháp luật và 5 nhỏ thế nào là kỷ luật. Ngoài việc chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm của pháp luật là gì cũng như là khái niệm của kỷ luật là gì, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn nữa phần 6 nhỏ, đó là quy định của một tập thể, 7 nhỏ ý nghĩa như thế nào,
khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỷ luật là gì? A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc, còn kỷ luật thì không bắt buộc. Chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo. B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo, còn kỷ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo. C. Pháp luật và kỷ luật là một, không có điểm khác biệt. D. Pháp luật và kỷ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm, nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu nào? Ở đây câu trả lời của cô là câu A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc, còn kỷ luật thì không bắt buộc. Chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Câu 31. Đặc điểm của pháp luật là gì? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C đều đúng. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ chọn câu nào? Và câu trả lời của cô đó là câu D. Cả A, B, C đều đúng. Câu tiếp theo, câu 32. Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người, có tính phổ biến chung, được áp dụng nhiều lần trong phạm vi rộng, thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C đều đúng. Vậy thì ở câu 32 này chúng ta sẽ chọn câu nào? Và sau đây là câu trả lời của cô. A. Tính quy phạm phổ biến. Câu kế tiếp, câu 33 trong đề cương ôn tập. Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật, thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ chọn câu nào? A, B, C hay D? Và câu trả lời của cô là B. Tính xác định chặt chẽ. Câu 34. Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực, bắt buộc mọi người phải tuân theo, không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai, thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C. Chúng ta sẽ chọn câu số câu C. Tính bắt buộc. Câu 35. Tại hiến pháp và luật giáo dục đều quy định quyền và nghĩa vụ của công dân. Điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C. Ở đây câu trả lời của cô sẽ là câu B. Tính xác định chặt chẽ. Câu kế tiếp, câu 37. Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội. Nói đến nội dung nào của pháp luật? A. Khái niệm pháp luật. B. Vai trò của pháp luật. C. Đặc điểm của pháp luật. D. Bản chất của pháp luật. Vậy thì ở câu này chúng ta sẽ chọn câu nào? A, B, C, D. Câu trả lời của cô sẽ là câu B. Vai trò của pháp luật. Chúng ta sẽ qua câu 38. So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở đặc điểm nào? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C. Chúng ta sẽ chọn câu C. Tính bắt buộc. Câu 39. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật? A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ. C. Tính bắt buộc. D. Cả A, B, C. Và ở trường hợp này chúng ta sẽ chọn câu C. Tính bắt buộc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ở bài số 9, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Thì ở bài này chúng ta cần nắm rõ phần nội dung bài học. Ở phần
tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, ý nghĩa và nêu trách nhiệm của mỗi công dân. Lưu ý, trong quá trình làm bài thi, nếu như các em gặp vấn đề trục trặc về mạng, ao bài giữa chừng, thì các em có thể liên hệ số điện thoại của cô để xin thêm lượt để làm bài lại. Số Zalo của cô 0913166555. Chúc các em làm bài thi thật tốt. Cô xin nhắc lại là các em cố gắng làm và xem kỹ các câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương ôn tập mà cô đã gửi cho các em trước đó. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.